Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 1 tháng 6, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã đến kiểm tra các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường thủy chính trên địa bàn. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều đã đến kiểm tra các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đặt tại các tuyến đường thủy chính là cửa biển, cửa ngõ xuất nhập tỉnh, gồm chốt kiểm soát kênh sáng Bạc Liêu tại ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Đây là tuyến cửa ngõ kiểm soát các phương tiện thủy lưu thông từ Sóc Trăng vào Bạc Liêu. Chốt kiểm soát cửa biển Nhà Mát đặt tại trạm kiểm soát biên phòng Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Đây là chốt kiểm soát kiểm tra các phương tiện từ biển vào đất liền thông qua cửa biển Nhà Mát. Chốt kiểm soát kênh quảng lộ Phùng Hiệp tại xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân. Đây là chốt kiểm soát các phương tiện lưu thông từ hướng Sóc Trăng vào Bạc Liêu. Chốt kênh sáng Bạc Liêu đặt tại xã Tân Thành, thị xã Giá Rai là chốt nhằm kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ tỉnh Cà Mau lên địa phận tỉnh Bạc Liêu. Chốt kiểm soát cửa biển Gành Hào đặt tại trạm kiểm soát đồn biên phòng Gành Hào và bến đò Tân Thành Trầm Dơi Gành Hào. Đây là chốt kiểm soát người và phương tiện đi từ cửa biển vào sông Gành Hào và từ huyện Trầm Dơi tỉnh Cà Mau sang huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu. Qua kiểm tra thực tế cho thấy tất cả 5 chốt trạm được bố trí các lực lượng công an, biên phòng, nhân viên y tế, lực lượng dân quân tự vệ, mỗi chốt có trên dưới 20 người, chia làm 3 ekip trực thay phiên. Từ ngày 30 tháng 5 đến nay, các lực lượng chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát người phương tiện ra vào và đi qua địa bàn tỉnh, nhất là người đến từ các địa phương có dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh theo quy định. Tại các chốt đều bố trí nước khử khuẩn, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra sàng lọc để kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường nghi nhiễm COVID-19 sẽ được bố trí cách ly. Các chốt trạm kiểm soát còn đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các tình huống phát sinh như không thực hiện khai báo y tế, chống người thi hành công vụ, phát loa tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực trong kiểm soát chốt trực của các lực lượng những ngày qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các sở ngành liên quan và chỉ huy trực tiếp của các lực lượng cần quan tâm đặc biệt về chế độ ăn uống, nơi nghỉ ngơi nhằm đảm bảo sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ. Phải bố trí ca trực hợp lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho lực lượng trực chiến tại tất cả các chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Xem đây là những người đứng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, những ngày qua, lực lượng đứng chốt đã rất quyết tâm làm tốt nhiệm vụ ban chỉ đạo tỉnh đã phân công. Đi kiểm tra các cái chốt phòng chống dịch đó, thì tôi thấy rằng các cái chốt rất có tinh thần trách nhiệm. Anh em là trực ngày trực đêm, có thể nói là quản lý chặt chẽ các đối tượng ra vào của tỉnh Bạc Liêu mà được Ủy ban tỉnh giao nhiệm vụ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc truy vết các đối tượng đã tiếp xúc với người bệnh để tiến hành cách ly, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát người và phương tiện xuất nhập tỉnh thông qua các chốt chặn, kiểm soát để chủ động phát hiện sớm các trường hợp về từ vùng dịch. Sắp tới thì nếu như cái tình hình dịch thành phố trên phức tạp thêm nữa đó, thì chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng chi viện cho các cái chốt này, đặc biệt là các chốt quan trọng như quốc lộ 1, quảng lộ Phùng Hiệp, rồi các cái tuyến mà ven biển để làm sao cho là ta ngăn chặn kịp thời các tỉnh, các nơi dùng của dịch đến tỉnh Bạc Liêu và đến phải khai báo cụ thể về cách ly theo quy định của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu đã lập 73 chốt chặn kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy, giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát người phương tiện từ các tỉnh đến Bạc Liêu. Các chốt tổ chức trực 24/24 giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ. Khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt đưa ngay trường hợp trên đến trung tâm y tế cấp huyện hoặc trạm y tế cấp xã nơi đóng chốt để tiến hành cách ly tạm thời và báo cáo cấp trên xin chủ trương xử lý. Trong quá trình thực hiện chốt chặn kiểm soát, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân.